Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Ba Lục Bình Vlog nha. Các bạn ơi, thì lâu quá rồi mình không có quay trở về mái nhà thân yêu của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip đặc biệt để gửi tới tất cả các bạn nha. Thì đầu video thì Ba Lục Bình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thì an lành và hạnh phúc nha. Đây các bạn, hôm nay mình sẽ có một cái mớ cua đồng này nha các bạn. Hãy cho các bạn coi. Bạn biết đâu không? Đó, ở đây là mớ cua này là chú mình đi giăng cái ta lưới nha các bạn. Mấy ngày cái dở lên ha. Cái được mấy con cua nè, cua ngon ngon không nha các bạn. Dở lên muốn quanh luôn cái ta lưới luôn. Đẹp gái. Quấn quanh dở lên. Chú mình cho được mấy con cua nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nướng ngồi nha các bạn. Nướng ngồi mấy con cua để mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây thì hôm nay mình nướng ngồi mấy con cua này, mình cũng có một cái mẹo để chỉ cho tất cả các bạn. Khi mà đây là các bạn coi là cua này còn sống nha, nó còn bò đàng hoàng nha. Khi mà các bạn muốn điểm nguyệt mấy con cua này chỉ cần một cách đơn giản thôi. Đó, các bạn muốn điểm nguyệt mấy con cua này chỉ cần một cách đơn giản thôi là các bạn đây này. Cái nước nước lạnh này nha các bạn, nước ở trong tủ lạnh mình á, các bạn sẽ chế vô mấy con cua cái là con cua nó tự động nó im lại luôn. Đây giờ mình sẽ thử đi cho các bạn coi nha. Đây các bạn thấy mấy con cua không, còn sống đàng hoàng nha. Đó, nó còn sống đàng hoàng nha. Bây giờ mình sẽ chế cái nước lạnh này vô nè, các bạn coi nè. Nước các bạn dùng nước đáp cũng được luôn. Các bạn có nước đá, các bạn bỏ nước đá vô nó còn nhanh dữ nữa. Cái này mình khỏi lấy nước đá, mình sẽ chế cái nước lạnh này vô luôn. Cái nước lạnh này trong tủ lạnh đó nha các bạn. Đó, rồi các bạn coi nè. Là con cua nó sẽ nằm im tại chỗ. Nó không có nhúc nhích được nữa nha các bạn. Đây là mình điểm 36 nguyệt đạo của nó. Con này còn liền quá. Đó các bạn không? Cái khi các bạn chế nước lạnh vô là con cua nó nằm im ghe luôn, nó không có còn kẹp mình được nữa nè. Đó. À, thấy không? Chứ bình thường mà mình để vô nó kẹp một cái là bú luôn á. Bây giờ là mình sẽ nướng nó để mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món cua đồng nướng nha các bạn. Đây các bạn thấy mình chế nước đá vô không? Đó, con cua bây giờ nó nằm im ghe luôn nha các bạn. Đó, chứ bình thường mà mình mà bóc nó một cái có một chuyện như nó liền đó. Đó bây giờ nó nằm im ghe, muốn làm gì làm. Nhưng làm nhớ chịu trách nhiệm nha. Thôi nó giỡn thôi. Bây giờ mình sẽ đi nướng mấy con cua này. Giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức mấy con cua đồng nướng mồi nha các bạn. Thì các bạn cua mà mình nướng ngồi là hết sảy nha. Đó các bạn coi nè, cua giờ nó nằm im ghe nè, thấy chưa? À, đó cũng là cái mẹo hay nha các bạn. Khi chế nước lạnh vô thôi, hoặc bỏ nước đá vô càng tốt, nước đá này nó còn mạnh dữ nữa. Các bạn bỏ nước đá vô chừng xíu là con cua nó nằm im ghe luôn. Đã điểm điểm nguyệt hết 36 nguyệt đạo của nó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng nướng nha các bạn. À các bạn ơi, đây mấy con cua mình cũng đã điểm nguyệt rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó lên bếp lửa nha. Đây các bạn coi mấy con cua không? Nó cái đậu lạnh này nó chưa có đủ lạnh để nó phê nó nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ cho nó lên bếp lửa nha các bạn. À, bếp lửa than của mình đã khói nghi ngút rồi. Thì cảm ơn chú Út đã tài trợ cho con mấy con cua anh. Hôm nay là hết sảy luôn, cua đồng nướng.
lâu lắm mới ăn được mấy cái món này nha các bạn, nhức nách luôn. Thì bạn ôi à, cua này mà nướng nha các bạn, nướng hồi nó vàng hực luôn á, nó mau phê. Con này đã chín rồi các bạn, mấy con mình bỏ vô trước á, chín rồi. Bây giờ mình sẽ gần ra để mời các bạn cùng thưởng thức nha. Nóng như ghé vậy. Để mình lụm thử cái càng trước nha các bạn. Đây, các bạn coi. Ngon chưa? Nóng nha. Nóng ghé trời. Rồi hết nha. Đây mời các bạn ăn cái càng nha. Thơm. Cua mà các bạn nướng rồi nó thơm thôi dễ yeah luôn. Đây mời các bạn nha. Ngọt, chấm thêm miếng mỡ nữa. Ngon, chấm mỡ thằng cánh nó ngon ha. Đây con này chín rồi nè, các bạn nè. Nóng quá, mình phải ăn vậy nó mới giòn nha các bạn. Ăn ở trên bếp thì luôn nó mới giòn. Đó, các bạn coi gạch nè. Ôi. Dở ba cái vú con cua rồi nha các bạn. Mày là cái thằng này. Quết vô cái chén nước chấm thánh thần nữa nha. Đây, vô nha các bạn. Ngon, nướng ngon thiệt, mời bạn nha. Giòn, thằng này nhai không? Nhà nó nghe góp góp vậy nó mơ phê. Hết sảy luôn. Ngon, đây. Chính con nào mình lửa sảy con đó nha các bạn. Đó. Nướng quá trời đúng rồi. Đây để làm nóng quá các bạn. Bạn thấy mâm cua hết sảy không? Các bạn coi nè. Cua đồng mà nướng về thôi đòi gì nữa. Nhớ cái nách luôn. Đó. Thank you.
cái thứ nữa không? Bạn coi cái càng nè. Ôi, bạn nướng cái thơm tôi luôn. Giòn nha các bạn, giòn khố luôn, nóng ghê. Đây mời các bạn nha, đây mời các bạn nha. Cụ đồng mà nướng thôi. Các bạn thấy cái clip này nhớ tặng mình like nha các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì vô miếng nữa nha bạn. Đúng rồi, vàng thật luôn á. Ngon ghẻ hả. Chấm với cái nước mắm thánh thần này nó thôi thôi. Đây mời các bạn nha. Ngon thiệt nha các bạn. Bạn nướng á, mấy cái thịt nó dính vào mấy cái càng này, nó khó ăn hơn luộc nha. Nhưng mà thịt nó rất là thơm. Thơm lắm. Nhưng mà nó dính vô. Bị khô quá. Ngon, ngon ha. Đây mời các bạn miếng càng có thịt nè. Để mình mời các bạn bạn một con nữa cái mình khép lại clip tại đây nha các bạn. Hôm nay công nhận phê luôn. Thường thường mấy cua nướng này là phải nhậu mẹ ăn không là hơi bị đỉnh luôn rồi đó. Để mình coi có gạch son không nha các bạn. Mình có gạch son đó. Đây không biết phải gạch son không làm luôn. Con này có gạch nha. Đây mình ăn miếng gạch đó nha các bạn. Để mời các bạn miếng gạch nha. Ngon béo. Béo thôi luôn. Các bạn nướng nóng này nè, trên bếp vừa gần xuống ha. Đâu, đưa vô một cái ha. Ngon. Nhớ cái nắp này. Đây, mời các bạn bạn còn miếng thịt nữa nha các bạn coi thịt nè. Các bạn nghe giòn không? Nhai gạo gạo luôn. Vô mấy nữa nha các bạn. Thịt nó ngọt ghẻ. Nói chung hôm nay là ngon lành bá cháy còn mấy con nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn nếu có thấy thích clip cua nướng mồi này nhớ tặng mình like nha các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin bye bye, xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.